Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 tăng từ 6 đến 6,5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã cân đối cung cầu với các phương án phụ tải tăng trưởng ở mức 8,3% và phương án cung ứng điện với mức tăng trưởng ở mức cao 12,4%. Qua cân đối cung cầu, EVN cho biết sẽ đáp ứng nhu cầu về điện trong năm 2022. EVN cho biết điện thương phẩm 11 tháng năm 2021 đạt 206,59 tỷ kWh, tăng 3,92% so cùng kỳ năm trước. Tại 21 tỉnh miền Nam, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong 11 tháng, điện thương phẩm tăng trưởng 1,25%. Cả năm dự kiến điện thương phẩm tăng trưởng khoảng 3,8%. Tập đoàn đã cân đối cung cầu năm 2022 với phương án phụ tải tăng trưởng ở mức 8,3%. Tương ứng sản lượng điện cả nước là 275,5 tỷ kWh. Ngoài ra, để chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống phục hồi kinh tế, EVN cũng tính toán thêm kịch bản cung ứng điện với mức tăng trưởng nhu cầu phụ tải ở mức cao 12,4%, tương ứng sản lượng điện cả nước là 286,1 tỷ kWh.